Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đội hình Manchester United phiên bản thẻ xanh mắc chỉ số các bạn nhé. Và cùng xem là có những cầu thủ nào và trải nghiệm đá sẽ như thế nào nhé. Bắt đầu nào. Rồi, và đây là con ạc MU phun xanh của chúng ta nhé. Đã mắc chỉ số hết rồi. Đó. À nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là MU đâu các bạn. Có những con thì hiện giờ đã rời MU rồi các bạn nhé. Ví dụ chúng ta có trung vệ Fison này. Đó, đã cặp cùng với Harry Maguire. Đúng là cặp trung vệ thép này thì quá đỉnh rồi. Fison thì bây giờ đang chơi cho Blackburn Rovers. Lúc này là mua chỉ số 71 mà đập mắc lên 81 này. Chỉ số cũng khá ngon. Bây giờ Fison thì bị giảm chỉ số nhiều rồi các bạn nhé. Xuống thẻ trắng rồi. Mình không nhớ rõ là bao nhiêu. Rồi chúng ta cùng điểm qua lại những con hàng mà đã mắc chỉ số trong tem full xanh này các bạn nhé. Đây là Martial, được có một dòng 100 thôi. Đây là Eriksen thì đập kiểu đều đều. Đây là Fred thì đã rời MU rồi các bạn nhé, cũng đập kiểu đều đều các bạn ạ. Van der Beek thì cũng như vậy. Đây là Scott McTominay, cũng tương tự như thế. Đây là Anthony thì cũng không được 3 dòng 100 các bạn ơi, cũng hơi đáng tiếc. Đây là Alex Telles, cũng đã rời MU sang Ả Rập thì được 2 dòng 90 các bạn. Còn đây là Wan-Bissaka 89x cả các bạn, cũng bình thường. Đây là Henderson 80-79, hơi lệch. Đây là Sabitzer, bây giờ đã sang Dortmund rồi các bạn nhá, chỉ số đập cũng bình thường. Đây là Ronaldo, chỉ số mắc 96, bây giờ là 93 rồi các bạn. Nhưng 96 này đập thì cũng xịt các bạn ơi, không đẹp một tí nào. Đây là Sancho, cũng chỉ được có 2 dòng 100, không được 3 dòng 100 các bạn. Con đạc này đập kiểu đều đều, nở fit nở tech, cho nên là nó không đẹp hẳn các bạn nhá. Eric Bailly đó cũng vậy. Đây là Lindelof. Còn đây là Casemiro, được sở trường 100. Đây là Bruno Fernandes, được thể lực 100, cũng tạm được. Lúc sau đây là Rafael Varane 81 mắc lên 91 đây. Bây giờ giảm còn có 80 thôi, nhưng mà cũng không đạt full fit, hơi đáng tiếc. Đây là David De Gea 95-82, cũng hơi lệch. Còn một số có hàng trắng như là Elanga, Diallo, Mendy, rồi cả Heaton, Garnacho, Pellistri, Tonzebe và chồng. Đó, đây là một số con hàng trắng các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử trải nghiệm cái đội hình full xanh của MU này để xem đá như thế nào các bạn nhé. Đây rồi, đối thủ của chúng ta Mderen United. Rồi, người ta bắt đầu. Ra thì người ra bóng trước, nhưng mà rất đáng tiếc là mất bóng hết rồi, nhấn không để ý. Đây là Hà Lan, khá nguy hiểm. Rất may là có người hậu vệ của chúng ta đã cản lại trái bóng đó. Hà Lan bây giờ một dứt điểm sẽ là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, một vị trí đó rất là thuận lợi để có thể ghi bàn. Và đã bách rất hay. Eriksen quá tuyệt vời, và tỷ số là 1-0 của chúng ta ngay sau tình huống bắt bóng của Erling Haaland. Chúng ta đã có câu trả lời bằng một bàn thắng của Eriksen. Chỉ có Martial là tiền đạo đúng nghĩa thôi, Eriksen thì là tiền vệ lên đá tiền đạo các bạn nhé. Van de Saka, đây là Scott McTominay, Van de Beek, rồi bạn phòng thủ khá chắc. Và vừa rồi là một tình huống bật bóng một chạm cho Anthony. Tỷ số đã là 2-0 rồi. Pha chạm bóng rất nhạy cảm cho Anthony, phát xuống rất nhẹ nhàng để có thể đối mặt với thủ môn đội bạn. Maric, tốt, chúng ta đã đoạt bóng rồi. Con McTominay, Van der Beek. Bạn đang có một sơ đồ phòng thủ hai lớp, cũng khá là khó xuyên phá các bạn nhé. Eriksen rất hay, nhưng mà rất đáng tiếc là chúng ta bị sạc rồi, không có một tình huống dứt điểm được tạo ra. Rất nhanh và cuối cùng thì mất bóng bởi Van Dijk. Erling Haaland, một tình huống chuyển bóng hơi mạnh của Erling Haaland. Van der Beek rất tốt, Martial đã thoát xuống rồi. Thì có chạm bóng một chạm cực kỳ là nhạy cảm và hay. Rất đáng tiếc là cả đội bạn vẫn đang chơi cực kỳ là xuất sắc. Và đầu ấy quá hay,
3-0 rồi. Một tình huống di chuyển lên để chiếm khoảng không, lấy ưu thế và đánh đầu rất mạnh, nâng tỷ số lên 3-0. Tốc đội bạn đã chuyển học. Anthony chiếc bóng pha 100 cổ. Để xem. Van der Beek. Martian. Eriksen rất đáng tiếc nhưng mà đã phạm lỗi trước đó rồi. Quả penalty chúng ta. Penalty có vào không đây? Martian. Quá đơn giản cho đội bạn. Anthony. Quá đáng tiếc. Thì không dứt điểm. Lần thứ hai thì lại vào con dọc. Con Victor bên đây. Martian. Fred. Rất đáng tiếc. Và cả đội bạn vẫn chơi cực hay. Chúng nó phạt góc. Fizon. Bóng ra ngoài mất rồi. Tí nữa thì Fizon đã làm nên chuyện. Như vậy là hiệp 1 chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta tạm dẫn với tỷ số là 3-0. Thì MU của chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế rất lớn. Mbappé. Erling Haaland. Bóng vẫn đập ra chỗ Kylian Mbappé. Và tỷ số được rút ngắn 1-3 rồi các bạn. Một tình huống khá hay hơn. Ở đây đội bạn có xem lại đây các bạn. Đó. Không hiểu sao bóng đập chân hậu vệ đội mình nảy ra. Sau đó thì Haaland dứt điểm. Lại trúng chân hậu vệ đội mình và tiếp tục nảy ra chỗ Kylian Mbappé. Và sau đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đã mất bóng rồi. Giờ chúng ta đã gọi lại được bóng. Trở lại tiếp tục mất bóng tiếp. Vẫn không được. Erling Haaland quá khỏe. Sau đó thì đã mất bóng rồi. Harry Maguire. Con Victor bên đây. Cầm pha 100 cú. Góc tốt thì ông chọc khe xuống. Và sau đó là Martian. Tỷ số là 4-1. Quá tuyệt vời. Những tình huống làm bàn xuyên phá hàng phòng ngự của chiếc cầm pha 100 cú Eriksen và Martian. Erling Haaland. Khá nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm bằng chân phải của Erling Haaland. Bằng chân không tuận nhưng mà giờ cao chúng ta cũng đã phải rất vất vả. Erling Haaland. Và tỷ số rút ngắn vẫn còn 2-4. Trong một tình huống lộn xộn và một pha phạt góc thì Haaland đã có một tư thế thuận lợi để có thể dứt điểm. Scott McTominay. Fizon. Quá hay, tình huống chọc khe rất hay cho Eriksen. Với tốc độ của Eriksen không đủ để có thể thoát xuống được. Không có gì nguy hiểm. Giờ cao của chúng ta đã lao ra pha bóng kịp thời. Alexander Arnold. Rất tốt là chúng ta đã đoạt được bóng. Eriksen. Eriksen vẫn đang tìm sự hỗ trợ. Martian. Quá hay. Eriksen thoát rồi. Rất đáng tiếc là Eriksen lại bị một tình huống sạc bóng. Đã làm chậm nhịp tấn công rồi. Phi rồi. Scott McTominay. Bóng đã về cho chúng ta rồi. Và đã bách. Tiếp tục bắt bóng. Haaland. Và lại đoạt lại được bóng, đang rất luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Và như vậy là tỷ số của trận đấu là 4-2 nghiêng về chúng ta nhé. 90 phút của chúng ta đã kết thúc rồi. Đó, một ạc tem MU. Những con hàng đã từng chơi cho MU và đã mắc tỷ số rồi. Đó, cũng rất là hay. Đó, và bây giờ sẽ là chương trình tặng quà cho các bạn. Con ạc MU mắc tỷ số mình sẽ dành tặng đến cho một bạn khán giả may mắn nhất các bạn nhé. Các bạn comment cho mình một số có 2 chữ số và không chỉnh sửa. Bạn nào comment 2 số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc ngày 16 tháng 11 2023. Và nhanh nhất sẽ là bạn trúng thưởng con ạc này nhé. Chúc cho tất cả các bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Và nhớ ủng hộ mình muốn đăng ký kênh, tham gia group, mình để dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.